Asus ZenBook Q409 đang có một cái mức giá nó quá là ngon, quá là hời cho anh em mua về học tập và giải trí tầm trung. Nếu như ở những năm trước đây thì chúng ta đã có Q408, nó khiến cho nhiều người phải mong chờ những cái đợt hàng khan hiếm về tay. Thì đến năm nay thì chúng ta đã có một cái phiên bản cải tiến hơn cho chiếc Q408, và đó chính là chiếc Q409. Một sản phẩm lột xác hoàn toàn từ bề ngoài, nó quá là đẹp, quá là chất và quá là rẻ đi anh em ạ. Và ngoài những cái thay đổi ở trên thì nó còn có những cái gì mà khiến chúng ta phải đáng mong chờ nữa hay không? Anh em hãy cùng mình đi tìm hiểu kỹ hơn trong video ngày hôm nay nhé! Về mặt thiết kế thì Asus ZenBook Q409 thì chúng ta có thể thấy là nó đã được thay đổi hoàn toàn về diện mạo bên ngoài. Nó hiện đại và sang trọng hơn hẳn so với phiên bản đàn anh, đó chính là Q407 và Q408. Tông màu năm nay thì sẽ là Powder Blue, màu xanh trầm. Với cái màu sắc này thì mình thấy là nó sẽ phù hợp với những anh em nam giới hay là những bạn nữ có cái cá tính nó mạnh một chút. Còn cái màu sắc ở Q407 và Q408 thì nó sẽ phù hợp với các bạn nữ nhiều hơn. Thêm vào đó là ở khu vực mặt A này thì nó không còn sự xuất hiện của những cái đường tròn đồng tâm hay là logo Asus ở đây nữa, mà thay thế vào đó là những cái đường cắt chéo cách điệu thành hình chữ A cho cả khu vực năm máy. Phần cách điệu này thì được lấy ý tưởng từ nghệ thuật là phục hồi gốm sứ của Nhật Bản và cũng là để kỷ niệm 30 năm thành lập của Asus. Còn chiếc logo Asus ZenBook thì được làm nhỏ và đặt ở phía dưới góc trái của máy. Nó vẫn là một cái nét nhận diện thương hiệu đặc trưng riêng biệt của dòng sản phẩm này từ trước tới giờ. Có lẽ là mình thích cái thiết kế Q409 này hơn so với phiên bản của Q407 và Q408 trước đó. Nó mang cho mình cái cảm giác sang trọng và hiện đại hơn, tương lai hơn. Còn về mặt hoàn thiện sản phẩm năm nay thì mình thấy nó khá là tốt. Toàn bộ máy sẽ là phun kim loại nhôm dày bản và cứng cáp. So với những chiếc máy trong cùng tầm giá thì nó vẫn hơn hẳn những cái dòng như là Model 14 hay là chiếc Lenovo IdeaPad Flex 5. Còn để mà nói ở chế độ hoàn thiện dạng cao cấp thì chưa đúng cho lắm. Nó sẽ ở cái mức tầm trung và tiệm cận cao cấp một chút anh em ạ. Cân nặng của nó thì cũng chỉ vào khoảng là 1,39kg và nó mỏng là 16,9mm. Cầm bằng một tay hay là đút vào ba lô đem theo đi học vẫn rất là dễ dàng. Bản lề thì được làm ở dạng tròn và được mạ chrome sáng bóng. Góc mở tối đa lên tới là 180 độ. Và đương nhiên là với những sản phẩm ZenBook hay là dòng laptop mỏng nhẹ như thế này thì anh em vẫn sẽ mở máy lên được bằng một tay rất là dễ dàng thôi. Phần hốc tản nhiệt năm nay thì được đổi sang bên phía cạnh trái của máy. Nó sẽ tránh được cái hơi nóng phả thẳng vào khu vực ở phía dưới màn hình, ảnh hưởng đến tuổi thọ của chiếc màn OLED của anh em. Trên những chiếc màn hình thông thường thì không có ảnh hưởng gì quá đáng kể. Còn ở trên chiếc Q409 thì vì là nó là OLED nên là sẽ bảo vệ nó là một điều rất là cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên thì với việc để chuyển khe tản nhiệt sang bên cạnh như thế này thì khi mà anh em chiến game mà hoạt động hết công suất, nó sẽ khiến cho khu vực quanh cái khe tản nhiệt này nóng lên khá là nhanh. Vào đến cái phần bên trong thì chúng ta có thể thấy ngay là trên chiếc Q409 chúng ta đã không còn bảo mật bằng Face ID nữa, mà thay vào đó chỉ có chiếc camera Full HD mà thôi. Hơi đáng tiếc một chút anh em ạ. Thay thế vào đó thì nó sẽ cho chúng ta một cái bảo mật vân tay một chạm ngay ở trên nút nguồn này. Nút nguồn này thì còn được bọc một cái nhựa giả kim loại xung quanh để anh em có thể là phân biệt cũng như là tránh bấm nhầm so với những cái phím còn lại. Cũng là một cái điểm khá thú vị và mới trong thiết kế của Asus. Còn về phần màn hình thì sao? Trên chiếc Q409 thì nó đã được làm với hai viền bên được làm nó khá là mỏng. Viền trên thì được làm hơi dài một chút, còn viền dưới thì vẫn khá là dài. Kiểu bản lề Ego Grip cũng không thể che giấu đi được hết cái phần viền dưới này. Mình thì mình thích Asus làm viền mỏng như ở trên chiếc Q407 hơn. Trông chiếc màn nó sẽ là thanh toát và đẹp mắt hơn. Kích thước màn hình sẽ là 14 inch, độ phân giải là 2.8K, 2800x1800. Tấm nền sẽ là OLED và tần số quét là 90Hz. Một chiếc màn hình vô cùng đẹp, vô cùng là sắc nét. Ở phiên bản năm ngoái ở Q408 thì chúng ta chỉ có là 60Hz và tấm nền là IPS, độ phân giải là Full HD mà thôi. Còn với chiếc Q409 năm nay thì Asus đã đem đến cho người dùng những trải nghiệm về thị giác là vô cùng tuyệt vời với tấm nền OLED và độ phân giải là 2.8K. Làm gì có chiếc máy nào ở trong tầm giá 16 triệu đồng mà lại có được những cái option này đúng không? Màu sắc của nó cho ra là quá đẹp và quá rực rỡ. Độ bao phủ màu lên tới là 100% DCI P3 và đạt đủ các loại chứng chỉ về đồ họa anh em ạ. Độ sáng màn hình thì lên tới là 400 nit. Anh em hoàn toàn có thể là làm việc ở những cái điều kiện ánh sáng cực mạnh. Độ phân giải thì là 2.8K đi kèm tỷ lệ màn hình là 16:10. Tỷ lệ này thì nó sẽ giúp cho những anh em làm về văn phòng hay là những bạn làm về content, các tác vụ multimedia sẽ có được nhiều không gian hiển thị hơn về chiều dọc. Thêm một điểm nữa chính là tần số quét của chiếc màn này lên tới là 90Hz. Độ trễ của nó chỉ là 0.2ms mà thôi. Nó sẽ đủ để đem đến cho chúng ta một cái độ mượt mà, không có cái độ trễ như ở trên chiếc màn hình 60Hz. Phải trên những chiếc laptop gaming thì chúng ta mới có được cái độ trễ thấp như thế này. Và ngoài ra thì chiếc màn này chúng ta còn có chứng chỉ bảo vệ mắt. Nó lọc tới 70% ánh sáng xanh. Nó giúp cho chúng ta có thể nhìn và sử dụng lâu dài chiếc màn này mà không bị ảnh hưởng tới mắt. Với cái tầm giá 16 triệu đồng thì chúng ta đã có rất là nhiều công nghệ tiên tiến đi kèm anh em ạ.
Và chúng ta sẽ quay đến với cái phần âm thanh. Thì trên chiếc ASUS Q409 năm nay thì chúng ta có hai loa 2W đi kèm công nghệ là Dolby Atmos. Âm thanh theo như mình nghe thì nó khá là hay. Âm bass và chest cũng được thể hiện rất là tốt ở đây. Ngay ở phía dưới này thì chúng ta sẽ thấy là cái phần bàn phím được thiết kế theo tiêu chuẩn của những chiếc máy laptop 13, 14 inch. Nó sẽ không có phím số phụ. Các phím thì thiết kế tương đối to và được làm ôm với các đầu ngón tay của chúng ta. Hai chân phím sẽ rơi vào khoảng là 1.4-1.5mm. Tuy là nó không thể sâu như những dòng Latitude của Dell hay là những dòng ThinkPad, nhưng như thế này thì mình cũng thấy là đủ để anh em gõ và trải nghiệm trong nhiều giờ mà không bị cấn hay là mỏi tay. Cái phần LED phím năm nay thì Q409 thì cũng đã được làm rõ nét hơn, nó không bị mờ nhạt như là ở phiên bản của Q408 trước đó nữa. Một phần cũng là do cái màu sắc của cái khu vực bàn phím này nó đã được làm trầm và tối hơn. Touchpad thì được làm khá là to, thích hợp thêm cả numberpad nữa. Cái này thì chắc cũng rất ít anh em dùng, chủ yếu là những anh em nào mà hay làm nhập liệu nhưng mà lại thích một chiếc máy nho nhỏ thôi. 15-16 inch để bàn phím số với anh em thì nó là hơi to. Thì ở đây chiếc Q409 với cái tính năng numberpad này thì nó đã hội tụ cho anh em những cái điều cần thiết. Mặt touchpad thì được phủ mịn, hành trình vuốt thoải mái và trơn tru. Nói chung là ở cái tầm giá 16 triệu đồng thì touchpad này là không gì bàn cãi nhiều, 9 trên 10 điểm luôn. Nhìn sang bên cạnh một chút thì chúng ta có thể thấy là các cổng kết nối của năm nay đã được đặt chủ yếu ở phía bên cạnh của máy, gồm một khe thể micro SD, hai cổng Thunderbolt 4, một cổng sạc và một cổng HDMI full size để xuất hình trình chiếu. Bên cạnh trái thì chỉ có một cổng USB Type A và một khe tản nhiệt. Sẽ là có cái sự bất tiện khá khi mà anh em dùng chuột ngoài ở đây, vì mọi cái cổng kết nối được đặt ở bên này cả. Ví dụ như là ta cắm sạc này, cắm HDMI này, thì di chuột ở bên cạnh phải này anh em sẽ thấy là nó không được thoải mái hoàn toàn. Còn về cái phần hiệu năng thì trên chiếc ASUS Q409 đang được trang bị con chip là Intel Core i5-1240P. Con chip với 12 nhân và 16 luồng, xung nhịp cơ bản là từ 1.7 cho tới là 4.4GHz. Một con chip đa nhân, đa luồng sẽ giúp cho anh em xử lý tính toán, render đồ họa nhanh chóng hơn. RAM đi kèm sẽ là 8GB on-main, SDM2 PCIe sẽ là 256GB, đi kèm chiếc card on Intel SXE Graphics. Mình cũng có test thử với phần mềm Simbench R23 để có thể mà đo cái mức hiệu năng của con chip này mang lại chúng ta mạnh mẽ đến mức nào. Thì ở cái điểm đơn nhân nó sẽ là 1477 điểm, đa nhân sẽ là 7489 điểm. Còn ở cái phần test Simbench R15, điểm đồ họa thì nó sẽ cho chúng ta ở cái mức là FPS là 94. Còn đây là với phần mềm Fullmax thì mình có test trong khoảng là 10 phút, mức FPS nó cho ra ở khoảng là 11, nhiệt độ duy trì ở cái mức là 93 độ C, mức nhiệt vẫn khá là cao như ở những dòng Q407 và Q408 trước đó. Với điểm số của chip và mức FPS của chiếc card on đi kèm này thì ngoài những công việc văn phòng hay giải trí đơn thuần thì anh em vẫn có thể làm tốt với những phần mềm 2D như là AutoCAD này, Photoshop hay là dựng phim với Full HD. Còn để mà chuyên nghiệp hẳn thì chiếc máy này sẽ là không phù hợp lắm anh em nhé. Game thì anh em cũng sẽ chiến ngon những thể loại game eSport ở cái mức là full setting. Như ở đây thì mình có test cho anh em thử với tựa game Liên Minh, tựa game quá là phổ biến hiện nay, anh em nào cũng biết. Mức thiết lập là mức full setting. Khi mà ở ngoài giao tranh thì nó sẽ ở khoảng là 90 cho tới 100 FPS. Còn khi mà vào giao tranh combat nhỏ lẻ thì nó sẽ xuống thấp hơn một chút, ở khoảng là 70 cho tới 80 FPS. Sẽ đủ thoải mái để anh em có những phút giây giải trí mà không bị hiện tượng là giật lag. Chỉ có điều là nó sẽ khá là nóng khi mà anh em chiến game. Nó sẽ phù hợp với các công việc văn phòng và giải trí đơn thuần là nhiều hơn. Game thì mình không khuyến khích anh em chơi nhiều trên này. Và chúng ta sẽ quay đến cái phần cuối cùng của chiếc máy này, và cũng là cái phần nó khá là quan trọng đối với một chiếc máy văn phòng giải trí. Đó chính là về phần pin. 4 cell 75W là viên pin mà ASUS ZenBook Q409 đang sở hữu. Nó lớn hơn một chút so với Q408. Tuy là phải gánh trước màn hình 2.8K OLED, nhưng bù lại thì việc nó không trang bị cạc rời và còn có cả chuẩn Evo nữa, nó cũng sẽ khiến được chiếc máy tiết kiệm pin hơn. Anh em có thể sử dụng nó trong khoảng là 9 đến 10 giờ đồng hồ với các tác vụ văn phòng bình thường. Còn nếu như anh em muốn có được một cái thời lượng pin tốt hơn thì có thể sử dụng ở chế độ là tiết kiệm pin hoặc là giảm độ sáng màn hình của máy xuống một chút. Một thời lượng pin phải nói là xuất sắc với những chiếc máy ở trong cái tầm giá này. Và tổng kết lại cho mẫu sản phẩm ASUS ZenBook Q409 ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là ASUS đang có những cái bước cải tiến nó khá là mới mẻ, không chỉ là về hiệu năng mà còn là những trải nghiệm sử dụng và những công nghệ đi kèm nữa. Với một cái mức giá nó tốt như ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một sản phẩm rất phù hợp với những anh em nào mà làm văn phòng này,
những bạn làm content sáng tạo hay là những anh em làm đồ họa 2D nhẹ nhàng. Và đó cũng sẽ là ý kiến cá nhân của mình, không biết anh em thấy như thế nào? Hãy comment cho chúng mình ở ngay bên dưới. Và đừng quên để lại một like, một subscribe để đón xem những video mới nhất đến từ FPC Laptop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.